Hi, chào tất cả các bạn, và hôm nay bên mình giới thiệu cho tất cả các bạn cái dòng sản phẩm đi câu biển chuyên. Đây là về lưỡi câu ha, có các cái lưỡi mà từ size rất là lớn cũng như là đến những size rất là bé như đây luôn ha. Size rất là lớn mọi người có thể thấy này, đây rất bự luôn, dành cho câu các cái loài cá là lớn đó, và size rất là nhỏ như là đây, cho câu các cái loại cá nục ha. Và ở đây thì lưỡi này rất là đẹp, lưỡi câu biển thì nó khác với các cái dòng đi câu sông hay là câu hồ, là nó có nhiều những cái bộ phận để mà làm cho cái lưỡi nó nhìn nó sặc sỡ hơn này. Thì trên tay mình đây là một cái lưỡi dạng lông vũ, lưỡi của hãng PKK, một cái hãng rất là nổi tiếng về lưỡi câu. Đây, mọi người có thể xem chi tiết ha. Đó. Đó, đây là cái lông vũ này. Bên đây là có mấy cái lưỡi mà móc nối ha, hai lưỡi. Đó. Rồi. Ở đây nữa thì có cái lưỡi mà nó sẽ giả hình con mực đấy. Wow, rất là đẹp. Đây cũng là một cái dòng lưỡi câu biển nữa ha. Thì bên thì bên cửa hàng đồ câu Fishmark có đầy đủ các cái dòng sản phẩm về đồ câu biển luôn. Ngoài lưỡi câu thì còn có các loại như là mồi câu và các loại cần câu chuyên cho câu lua, câu dích trên biển ha. Và các bạn quan tâm cái dòng sản phẩm nào thì có thể gọi điện thoại được theo cái số điện thoại ở trên video, cũng như là có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin cho cửa hàng để bên cửa hàng sẽ tư vấn cho các bạn cái sản phẩm tốt nhất để chúng ta có những cái chuyến đi câu biển rất là thú vị ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.